Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Bạn nào chưa follow kênh thì mời follow kênh để nhận các video kèo tiềm năng tiếp theo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái dự án GreenApp ứng dụng Web 3.0. Xem video để nhận token GT miễn phí. Đây là một dự án đến từ Mỹ và được sàn Binance hỗ trợ. Theo thông tin thì mình nhận được thì là tổng cung của dự án là 300 triệu và 1 GT tương ứng với lại 2 USDT mọi người nhé. Thì tổng quan về cái dự án này là chúng ta phải xem cái video ngắn dạng như TikTok ấy, để kiếm tiền. Mỗi ngày chúng ta sẽ phải xem khoảng 30 phút. Tuy nhiên để rút ngắn cái 30 phút xem thì chương trình sẽ có cái những cái quảng cáo để chúng ta có thể giảm bớt được thời lượng xem đi, ví dụ giảm đi được 6 phút hoặc 9 phút hoặc là 10 phút. Thì cái dự án này thì chúng ta có thể lập nhóm để kiếm tiền này, rồi là xem duyệt video xem hàng ngày. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký tài khoản. Link đăng ký mình sẽ để dưới dòng mô tả nhé. Đầu tiên mọi người nhập email của mình vào dòng địa chỉ của phần đăng ký. Vũ Thị Chi và gmail.com. Sau đó chúng ta nhấn nút send code để nhận mã code về email. Rồi chúng ta vào email để nhận mã code. Ở đây chương trình hỏi chúng ta có phải là người máy không, thì chúng ta chọn những cái hình ảnh theo hướng dẫn để xác nhận mình là không phải là người máy. Và chúng ta có khoảng 120 giây để nhập mã code cũng như là mật khẩu. Mã code là 904933, mã code này sẽ được gửi về email nhé. Anh em nhập mã code đó vào 904933. Tiếp đó là mình nhập mật khẩu. Sau khi mình nhập mật khẩu xong thì mình đồng ý với các điều khoản của chương trình, sau đó nhấn sign up. Mã mời của mình là 0x189DF. Ta nhấn sign up. Đăng ký rất là đơn giản thôi anh em ạ. Chỉ nhập một số thông tin. Chương trình này thì có thể cho chúng ta có thể khai thác trên quả táo hoặc là trên Android nhé. Ở đây thì mình dùng Apple, tuy nhiên mình khuyến khích mọi người nên dùng Android, chạy mượt hơn mà quảng cáo dễ hơn. Apple mà khi chúng ta không cho nó ứng dụng truy xuất vào mục theo dõi thì quảng cáo rất là chậm, nhiều khi loát rất là ức chế. Đấy, ví dụ là mình không cho phép, nhưng nếu cho phép thì quảng cáo nó sẽ nhanh hơn, nhưng mình không cho phép nên lúc vào xem quảng cáo rất là chậm, rất là ức chế. Thì mọi người có thể tham khảo nha mọi người, nếu có ai Android dùng Android và cái máy đó thì mình hạn chế những cái dữ liệu thì để cho nó theo dõi thì quảng cáo nó nhanh hơn. Sau khi nhập thông tin vào thì giao diện của chương trình nó sẽ như này. Như vậy là dự án đã có đổi mới hơn, đó là chúng ta chỉ phải xem video khoảng 15 phút thôi, nhanh hơn rồi. Thì chúng ta vào xem video nhé. Nếu như nó hiển thị cái quảng cáo ở chỗ mục pau kìa, thì chúng ta sẽ xem cái quảng cáo. Thì cái nhờ xem quảng cáo đó chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian chúng ta xem video. Đấy. Xem video là một ngôi nhà, còn vào xem quảng cáo và khai thác thì nó ở cái mục mũi tên mọi người nhé. Đây mình vẫn chưa nhận được cái quảng cáo nên là vẫn lại phải xem. Khi nào chúng ta để ý là khi nào có quảng cáo thì chúng ta sẽ nhấp vào quảng cáo thì nó sẽ bớt được thời gian xem cho chúng ta. Màn hình hiển thị như thế này là cho phép chúng ta xem quảng cáo này. Chúng ta nhấp vào nút Watch ADS này. Tốc độ của chúng ta sẽ được tăng lên 7 phút. Chúng ta không phải xem video nữa mà cũng rút ngắn được 7 phút. Đấy, đấy là một lợi thế. Chúng ta nhấn vào nút Watch ADS nhé để xem hiển thị quảng cáo. Sau khi hiển thị quảng cáo xong thì chúng ta được giảm xem video đi 7 phút. Đấy, như vậy là chúng ta đã sẽ coi như chúng ta xem được 10 trên 15 phút rồi. Thì chúng ta còn phải xem video 15 phút nữa. Nếu mà tiếp tục có quảng cáo thì chúng ta lại nhấn nút quảng cáo để cho thời gian nó trôi nhanh. Sau khi hoàn tất 15 trên 15 phút thì chúng ta nhận
cái đồng GT về tài khoản nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn tham khảo thêm một số chức năng như là lấy mã giới thiệu, chia sẻ, mời bạn bè cùng tham gia. Như vậy cái chức năng cơ bản của dự án này là xem cái video ngắn dạng như kiểu TikTok. Đây là một dự án mà sàn Binance bảo trợ và xuất phát, dự án xuất phát từ Mỹ để cạnh tranh với cái TikTok, nên là mình nghĩ dự án sẽ iRope cho chúng ta khá khá. Chúc anh em thành công.